Sắp xếp ban thờ thần tài như thế này, muốn nghèo cũng khó. Diễm Quỳnh xin mến chào tất cả quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với Phong Thủy Gia Cát, trực thuộc công ty Phong Thủy Lộc Tài. Kính thưa quý vị, chắc hẳn là mỗi dịp Tết đến xuân về thì chúng ta đều được nghe những lời chúc tốt lành từ người thân và bạn bè, như là năm mới an khang, tiền vàng đầy hũ, hạnh phúc bao la và ấm áp nhà nhà. Có thể nói rằng sung túc ấm no luôn là điều mà chúng ta mong muốn trong cuộc sống này, nhưng ít ai trong chúng ta để ý làm điều làm nên sự ấm no và hạnh phúc ấy. Có thể nói rằng góp một phần không nhỏ trong mỗi gia đình, đó chính là ban thờ thần tài trong mỗi gia đình. Theo góc độ tâm linh thì ban thờ thần tài không chỉ thể hiện ước mong phú quý giàu sang mà còn giúp cho gia chủ tịnh tâm, gia tăng tài lộc. Vậy thì cách sắp xếp ban thờ thần tài như thế nào để tiền vô như nước thì quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi ngay sau đây video chi tiết của Phong Thủy Gia Cát. Từ xa xưa, cha ông ta đã lưu truyền về sự tích thần tài. Ngài vốn là một vị thần ở trên trời giữ nhiệm vụ cai quản tiền bạc, tài lộc trên thiên giới. Trong một lần uống rượu say, thần tài đã vô tình rơi xuống trần gian, đầu va vào đá, nằm mê mệt không biết gì. Sau đó được người dân phát hiện, thấy ông ăn mặc giống như diễn tuồng cải lương nên rất lấy làm lạ và tưởng là bị điên. Mọi người lấy sạch quần áo, mũ nón của ông đem đi bán. Sau khi ông tỉnh dậy, do va chạm ở đầu nên cũng không còn nhớ mình là ai. Sau đó ông đi lang thang khắp nơi ăn xin. May thay có một cửa hàng kinh doanh buôn bán gà vịt mời ông vào ăn. Lạ thay, từ khi thần tài vào thì khách hàng cũng kéo đến đườm nượp. Người bán hàng thấy vậy nên ngày nào cũng mời thần tài đến ăn. Được một thời gian, người bán hàng thấy thần tài suốt ngày ăn không ngồi rồi, quần áo hôi hám, bốc mùi và sợ sẽ làm cho khách sợ nên đã đuổi thần tài đi. Quán đối diện ngày xưa rất đông khách, nay trở nên vắng vẻ, thấy vậy liền mời thần tài vào ăn. Lạ thay, mọi người lại ùn ùn kéo đến ăn rất đông. Thấy vậy, ai cũng tranh giành mời thần tài về bằng được, vậy nên mới có câu thần tài gõ cửa. Thấy thần tài không có quần áo để mặc, người dân ở đó mới dẫn đi mua quần áo, lại đến được đúng nơi đã mua quần áo của ông ngày xưa. Sau khi khoác áo mũ nón vào thì thần tài nhớ lại mọi chuyện và lập tức bay về trời. Ngày hôm đó là ngày mùng 10 tháng Giêng âm lịch, sau này được người dân lấy làm ngày vía thần tài để tưởng nhớ đến ông. Từ đó về sau, người dân Việt Nam có tín ngưỡng thờ cúng thần tài với mong muốn nhận được may mắn, gia tăng tài lộc và thành công trong việc kinh doanh, buôn bán. Có những nguyên tắc đã trở nên bất thành văn khi đặt bàn thờ thần tài, gia chủ cần phải nhớ. Vị trí đặt bàn thờ thần tài phải quản được hết sự ra vào của khách hàng, có thể đặt theo hướng tốt của chủ nhà, cũng có thể đặt theo cách hứng lấy dòng khí bên ngoài khi vào nhà. Gia chủ có thể dùng phương pháp điểm thần sát trong phong thủy để tính, chọn lấy cung thiên lộc quý nhân để đặt vị trí bàn thờ phù hợp nhất. Cung thiên lộc, theo phong thủy, thì lộc là phương lâm quan của tuế can, tính của ngũ hành, lâm quan tuế cát. Lâm quan là thời dương thịnh đang lên gần tới vượng. Bàn thờ theo cung này là cát khánh rất tốt. Lộc gia chính môn sẽ đem lại nhiều may mắn về tiền bạc, gia sản thăng tiến, điền trang vượng. Cung quý nhân theo phong thủy thì quý nhân thiên ất là vị thần đứng đầu cát thần, hết sức linh mà có thể chế ngự được mọi chỗ động, chí tôn mà có thể trấn được phi phù. Nhà có chính môn gia quý là đại cát khánh, gia đạo bình an, hòa thuận, hỷ khí đầy nhà, luôn gặp may mắn. Quý nhân là sao cứu trợ, là thần giải tai ách, nên nhà gia quý nhân là gặp việc có người giúp đỡ, gặp tai ách có người cứu, gặp hung hóa cát, sự nghiệp hiển vinh, công danh thành đạt, dễ thăng quan tiến chức, học hành thi cử, nhất nhất đều tốt đẹp. Quý nhân gặp sinh, vượng, thường sinh người hiếu lễ, tướng mạo phi phàm, tính tình nhanh nhẹn, lý lẽ phân minh, thẳng thắn mà ôn hòa, khôi ngô tuấn tú. Ý nghĩa quý nhân là cái khí rất tôn quý, nên ra vào cung nào cũng rất tốt. Ngoài cách đặt cửa chính ra còn có thể đặt ở cửa phụ, nhà bếp, phòng khách, phòng làm việc, bàn thờ, giường ngủ đều tốt. Đặc biệt, bàn thờ đặt trên cung có âm quý nhân là đại cát khánh, như vậy sẽ là được âm linh phù trợ. Tuyệt đối không được để phòng tắm, nhà vệ sinh vào cung quý nhân, vì như vậy sẽ bị họa hại liên miên. Nữ nhân thiếu máu, động thai, sinh con dù có đẹp như thế nào cũng dấn thân vào con đường ô nhục, làm biếm, cuối cùng phải tự vẫn, tài sản tiêu tán, yêu ma hoành hành, gia đình có người bị cướp bóc, chém giết, máu me thảm khốc, bệnh tật đau khổ triền miên. Hiện có rất nhiều gia đình đặt thần tài vào trong nhà để hy vọng có được sự giàu sang phú quý. Ông thần tài được sử dụng nhằm mục đích cầu phước lành cho cả gia chủ. Theo phong thủy, thần tài là vị thần mang lại tiền bạc và của cải cho mỗi gia đình. Do vậy mà các gia đình làm ăn buôn bán hay các công ty doanh nghiệp đều có bàn thờ thần tài để cầu xin ngài phù hộ cho việc làm ăn phát đạt trong năm. Theo phong thủy thì vị trí thích hợp nhất cho tượng thần tài đó là đối diện với cửa trước. Ban thần tài đặt tại vị trí lưng dựa vào tường, tọa phải chắc, không được đặt tại chỗ có góc nhọn và giáp cầu thang. Hướng của ban hướng ra phía cửa chính hoặc vuông góc với cửa chính. Dù bức tượng lớn hay nhỏ, nó đều có sức mạnh đáng kể đối với tiền tài của gia đình bạn. Trên vách bàn thờ là dán một tấm bài vị, còn phía sau lưng bàn thờ thần tài ta cần phải có vách tường chắc chắn, không được trổ cửa sổ hay đục lỗ vì làm như vậy sẽ làm cho tài vận không tụ được. Trường hợp không thể đặt bàn thờ dựa lưng vào tường do phải chọn hướng thì ta cần phải tạo vách để tránh góc nhọn sau lưng bàn thờ và giúp cho bàn thờ thêm vững chắc. Hai bên, bên trái, nguyên tắc từ ngoài nhìn vào là ông thần tài, bên phải là ông thổ địa. Thường bàn thờ thần tài thờ chung với ông thổ địa. Trên bàn thờ thần tài sẽ có ngai thờ hay còn gọi là khám thờ. Trên khám thờ có gương bài vị hay tờ hiệu, đằng sau có công dụng để trấn sát và nghênh tài lộc vào nhà. Với bàn thờ thần tài 61 trở lên, thông thường người ta thờ ba ông, thần Pháp, thần tài, thổ địa. Còn khi bàn thờ nhỏ, người ta thường chỉ thờ thần tài và thổ địa. Việc lựa chọn thần tài, thổ địa cũng cần phải lưu ý. Khi sắp xếp tượng lên bàn thờ thần tài, nếu tượng quá thấp thì chúng ta sẽ dùng ngai, có nghĩa là chân kệ, để kê cho tượng cao lên. Việc để cho tượng thần tài thổ địa cao lên cũng làm tăng thêm phần sang trọng của việc thờ cúng, có thể dùng ngai liền hoặc ngai đơn. Để cho tượng thần tài có được linh khí, chúng ta phải khai quang, nạp cốt. Tượng cần có lỗ ở dưới đáy để nạp cốt và chúng ta sử dụng bộ cốt thất bảo để nạp cốt cho tượng. Bộ cốt gồm có 7 bảo vật nhân gian tượng trưng cho linh khí trời đất, chính là tinh hoa của đất trời hội tụ để nạp vào bên trong nên tượng mới tích tụ được linh khí và mới linh thiêng. Trong bộ cốt thất bảo gồm có 7 bảo vật vàng, bạc, hổ phách, ngọc phỉ thúy, san hô, đá mã não, ngọc trai tượng trưng cho kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Sau khi nạp cốt, chúng ta tiến hành đặt tượng ông địa, sẽ đặt ở phía bên phải bàn, tức bên trái từ ngoài nhìn vào. Ông Phát sẽ được đặt ở giữa, ông Tài sẽ được đặt tại phía bên trái bàn, tức tay phải từ bên ngoài nhìn vào. Hai bên, bên trái nguyên tắc từ ngoài nhìn vào là ông thần tài, bên phải là thổ địa, thường bàn thờ thần tài thờ chung với ông thổ địa. Ở giữa hai ông, bạn nên đặt một hũ gạo, một hũ muối và một hũ nước đầy. Muối theo quan niệm của ông cha ta có câu đầu năm mua muối, cuối năm mua vàng để thấy được ý nghĩa biểu tượng của muối. Từ ngàn xưa, muối đã là khoáng chất cổ đại và là tài sản quý giá. Muối tượng trưng cho ý chí trong sạch và mạnh mẽ. Đặt hũ muối trên bàn thờ, nói lên ước nguyện mong muốn về một cuộc sống sạch sẽ, luôn đủ mạnh mẽ và ngày càng hưng thịnh. Nước là một nguồn sống mãnh liệt, nước chảy đá mòn. Nước mang đặc tính trong sạch, thanh cao, phẳng lặng và thuần khiết. Đặt nước trên bàn thờ với mong muốn có ước nguyện thanh tịnh, tâm bình đẳng. Cúng gạo là một cách thể hiện lòng biết ơn sâu sắc, biết ơn những vị thần Phật đã ban cho chúng ta một nền văn minh lúa nước. Nên nhớ ba hũ này chỉ để đến cuối năm mới được thay, nếu không tài lộc sẽ ra đi lúc nào không hay. Tiếp theo, chúng ta đặt bát hương. Chú ý khi đặt bát hương mặt nguyệt phải hướng ra ngoài theo hướng bàn thờ. Gia chủ đặt bát hương ở giữa bàn thờ. Bốc bát hương cần phải nhớ rằng tránh đụng vào bát hương. Mách một mẹo nhỏ cho bạn, có thể cố định bát hương bằng keo để khi lau dọn không làm xê dịch bát hương. Gia chủ nên nhớ điều này khi lau dọn bàn thờ, không nên dịch chuyển bát hương vì nếu dịch chuyển, gia chủ sẽ gặp nhiều bất trắc, trắc trở trong kinh doanh. Sau khi đặt bát hương xong, chúng ta sẽ cắm hoa và đặt vào bàn thờ. Lọ hoa được đặt bên tay phải, đĩa trái cây bên tay trái. Hoa cúng thần tài nên là hoa hồng, hoa cúc, hoa đồng tiền. Khi bài trí lọ hoa trên bàn thờ thần tài, gia chủ nên lưu ý những quy tắc nghiêm ngặt dưới đây để tránh phạm phải những sai lầm. Ban thờ thần tài nên được thường xuyên lau chùi cũng như lọ hoa được rửa và lau bằng nước lá bưởi, rượu trắng, nước quế là một hình thức tẩy uế hiệu quả và có hương thơm dễ chịu. Vào ngày mùng 10 tháng Giêng, ngày vía thần tài, nên đặc biệt sử dụng hoa tươi có nụ, có hương thơm để thể hiện lòng thành kính. Vào những ngày cuối tháng, ngày 14 âm lịch nên chú ý lấy nước lá bưởi và rượu lau lại đồ, trong đó có lọ hoa. Bàn thờ ông địa thần tài là rất quan trọng đối với các gia đình làm ăn kinh doanh hoặc muốn cầu may mắn sự nghiệp thăng tiến thuận lợi. Vì vậy, bạn nên lưu ý cắm những loại hoa đem lại nhiều may mắn và cát tường như ý. Đơm hoa rồi sẽ kết thành trái ngọt. Hoa quả chọn cúng trên bàn thờ dựa theo nguyên lý đông bình tây quả. Trong phong thủy thì gia chủ đặt lọ hoa bên tay phải, đĩa trái cây bên tay trái theo hướng nhìn từ ngoài vào. Đã có hoa đẹp thì phải có trái thơm, bên cạnh đó trái cây nên mua 5 loại ngũ quả. Sau đó gia chủ xếp dùng khuôn khay xếp 5 chén nước hình chữ nhất. Gia chủ nên xếp chén lại thành hình chữ thập vì theo phong thủy tượng trưng cho ngũ phương và cũng là tượng trưng cho ngũ hành. Trên bàn thờ, vị trí thiềm thừ có nghĩa là ông cóc để bên trái theo hướng nhìn từ ngoài vào. Sáng quay ông cóc ra ngoài, tối quay ông cóc quay trở vào. Ngoài cùng trên mặt đất, các bạn nên chọn một tô sứ hoặc thủy tinh thật đẹp, nông lòng, đổ đầy nước và ngắt đầu bông hoa trải trên mặt nước. Đĩa hoa này biểu trưng cho việc giữ tiền bạc khỏi trôi đi. Và trên nóc thờ thần tài, người ta thường đặt tượng của Di Lặc Phật Vương hay các câu chú phạn để tự tăng thêm phần bảo vệ cho gia chủ tránh khỏi tai ương. Biết cách sắp xếp bàn thờ thần tài là vậy, nhưng gia chủ cũng nên tránh đi những sai lầm khi thờ thần tài kẻo rước họa vào thân. Đừng vì tham lam mà cắm hương chồng chéo lên nhau. Mỗi bát hương đều có cốt là gói thất bảo nhằm giúp cho tài lộc không bị hao hụt. Bởi thế gia chủ cắm bát hương chồng chéo lên nhau hay chọc phải gói thất bảo sẽ khiến cho bộ bàn thờ không có linh khí. Gia chủ từ đó không thể giàu lên, công việc làm ăn thất bát, nghèo khó cả đời. Không dán chữ nho sau tượng thần tài ông địa. Không dán chữ nho sau lưng bộ bàn thờ thần tài ông địa, nghĩa là bộ bàn thờ không có ai chứng giám, có thờ cũng như không thờ. Một sai lầm nữa đó chính là thiếu bài vị gương. Nếu gia chủ đặt thiếu bài vị gương trên bộ bàn thờ thì tài lộc của gia chủ sẽ hao kém, tiền bạc làm bao nhiêu, hao tổn bấy nhiêu, mất thời gian dài làm việc mà không thu được gì. Lưu ý trong việc chọn màu bàn thờ, không nên xung khắc với mệnh của gia chủ. Mọi việc bài trí và sắp xếp bàn thờ thần tài ảnh hưởng trực tiếp đến vận mệnh phong thủy. Vậy nên khi chọn bàn thờ, gia chủ nên chọn màu sắc hợp với mệnh tuổi của mình nhằm tránh gây ra xung khắc, khiến cho tiền tài nhà bạn hao hụt mất mát. Thưa quý vị, trên đây là toàn bộ cách sắp xếp bài trí cũng như là một số lưu ý khi mà sắp xếp bàn thờ thần tài của thầy Gia Cát cùng với các chuyên gia phong thủy Việt Nam. Và nếu có ý kiến thắc mắc hay là muốn nghe tư vấn về cách sắp xếp bài trí bàn thờ thần tài chi tiết hơn nữa thì quý vị vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số hotline của công ty Phong Thủy Lộc Tài. Hãy nhấn chuông để... Trước khi rời đi thì quý vị hãy đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất quý vị nhé. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại.